quý vị và các bạn thân mến, vấn đề về chất lượng tinh trùng thì đã được nhắc đến trong nhiều chương trình trước đó. Chúng tôi có nói đến những cái thói quen sinh hoạt không lành mạnh, rồi các vấn đề về bệnh lý khiến giảm chất lượng tinh trùng. Thế nhưng khi nhắc đến yếu tố hóa chất thì thường nhiều người sẽ nghĩ rằng là đó chỉ thuộc về số ít. Thực tế thì liệu đó có phải là số ít không ạ? Thực tế thì chúng ta tiếp xúc với hóa chất hàng ngày, hàng giờ thông qua rất nhiều con đường, đó là đường ăn uống, đường hô hấp. Nhưng chúng ta lại không nhận biết được có những loại hóa chất mà nó lại không màu, không mùi, không vị mà nó tồn tại trong thức ăn của chúng ta. Ví dụ như một số các loại hoa quả hiện nay mà thống kê cái dư lượng thuốc trừ sâu nó rất là cao, ví dụ như là dâu tây hay thậm chí nho. Đấy là một trong những nguyên nhân làm giảm số lượng chất lượng tinh trùng mà chúng ta cần phải để ý để có một cơ thể khỏe mạnh. Thông thường những cái loại hóa chất này nó sẽ sinh ra những cái gốc tự do, và đây cũng là một trong những nguyên nhân gây ung thư. Nhưng trước khi gây ung thư thì có một cơ quan trong cơ thể nó nhạy cảm hơn, đó là cái tinh hoàn, đó là những cái ống sinh tinh làm cho những con tinh trùng của chúng ta nó đột biến, nó dị dạng, và thậm chí là cái nguy cơ mà khó con, vô sinh rất cao. Cụ thể các cái hóa chất có thể ảnh hưởng đến tinh trùng ở đây chúng ta có thể xác định là gì, và nó ảnh hưởng đến sức khỏe của chúng ta, đặc biệt ở đây là chúng ta đang nói đến sức khỏe của tinh trùng thông qua những cái hoạt động, những lao động sản xuất nào thưa bác sĩ? Có rất nhiều các bệnh nhân mà vô sinh đến khám tại các phòng khám nam khoa có những kết quả tinh dịch đồ nó hết sức là bi thương, đó là tinh trùng nó bị dị dạng hết, tinh trùng không có cực đầu, rồi tinh trùng cụt đuôi không bơi được, hoặc là tinh trùng không di động, hoặc là thậm chí là cả cái mẫu tinh trùng ấy không có một con nào. Những cái bạn mà tiếp xúc với môi trường rất độc hại, ví dụ như là các bạn làm ở các môi trường nông nghiệp, phải phun thuốc trừ sâu, thuốc diệt cỏ, thì người đầu tiên chịu ảnh hưởng không phải là những con sâu, những con bọ, mà chính lại là các bạn. Và chính những công việc này thì nó làm cho ảnh hưởng đến tinh hoàn, ảnh hưởng đến chất lượng tinh trùng. Vâng, đó là chúng ta có thể thấy là thông qua những hoạt động lao động sản xuất, đúng không ạ? Ngoài ra còn có những cái nghề nghiệp nào mà theo bác sĩ là nó cũng có những cái yếu tố nguy cơ rất cao ạ? Một trong những cái nghề nghiệp mà chúng tôi cũng rất hay gặp đó là thợ sơn. Chắc chắn là chị cũng đã tìm hiểu rồi. Đó là khi mà chúng ta đi qua những cửa hàng sơn, cái mùi sơn nó rất là thơm. Tuy nhiên thì làm sao mà nó lại rất có hại, bởi nó có những cái hợp chất mà có vòng benzen, nó gây đột biến trong tế bào, nó gây đột biến trong cả những cái tinh trùng. Những người mà phụ nữ mà có thai, mà thậm chí trong những cái vòng tuần đầu tiên nếu mà tiếp xúc thì cũng có thể gây đột biến ở thai nhi nữa. Khi bác sĩ nói chuyện về câu chuyện này thì tôi có nhớ là có một lần tôi trong cái quá trình mình đi khám thai sản thôi cũng đã gặp một trường hợp rất ngạc nhiên, đó là anh chồng này hiếm muộn, và khi mà bác sĩ khai thác tiền sử ra hỏi ra thì mới biết anh này là làm họa sĩ sơn dầu. Và bác sĩ khi đó thì đã có một cái cơ sở để khẳng định rằng là một trong số những nguyên nhân khiến cho anh ấy có thể cái chất lượng tinh trùng của anh ấy kém đến dẫn đến không thể mà giúp vợ mang thai được, đấy chính là do cái công việc đấy của anh ấy thường xuyên tiếp xúc với hóa chất. Và qua những cái trường hợp lâm sàng nào, bác sĩ có thể chỉ ra cho các thính giả biết những cái tác động của hóa chất đến cái sức khỏe sinh sản như thế nào và các cái tinh trùng của nam giới ra sao ạ? Có một anh thanh niên ở Thái Nguyên đi khám là vì tinh trùng rất yếu, thiểu tinh, kèm theo dị dạng. Thì bình thường với những bệnh nhân như vậy, thể tích tinh hoàn hoàn toàn bình thường. Sau khi điều trị thì cái thể tích tinh trùng nó phải lên bình thường. Tuy nhiên, cái anh này anh cứ đi khám lại độ khoảng 2-3 lần. Nhưng mà chất lượng tinh trùng không cải thiện thế nào, thậm chí là còn kém đi. Thì mình mới hỏi lại là bây giờ em làm nghề gì, có ảnh hưởng gì không? Thì anh có khai thật là bây giờ em về em vẫn phải làm công việc cũ anh ạ. Bây giờ vẫn phải phun thuốc trừ sâu. Mà các bạn biết không, phun thuốc trừ sâu ấy, anh ta cũng lựa rồi đấy. Đó là anh ta phải phun từ trên cao xuống thấp. Nhưng mà thỉnh thoảng ấy có những cái cơn gió nó quật ngược lại. Vâng. Thế là bao nhiêu cái thuốc trừ sâu nó phả hết vào mặt, vào mũi, và nó theo cái đường hấp thu theo đường da này, hấp thu theo đường hô hấp, anh ta hít vào. Chính những điều đó
làm cho cái tinh trùng của ta dị dạng, và thậm chí là dùng bao nhiêu biện pháp rồi, đó là quan hệ tình dục tính ngày, rồi bơm IUI, thậm chí là cả IVF nữa cũng không thể có con, vì làm sao nó dị dạng và cái con tinh trùng nó gần như là nó không có khả năng thụ thai. Vâng. Đấy là một trong những điều nguy hiểm mà các bạn nên để ý và phòng tránh. Vâng, chất lượng tinh trùng suy giảm thì liệu nó có những cái biểu hiện hay là có những cái dấu hiệu mà mình có thể nhận biết được hay không? Và cái chất lượng tinh trùng và khả năng tình dục nó có liên quan gì đến nhau không ạ? Thực ra thì cái tinh hoàn ấy thì nó có hai chức năng chính, chức năng nội tiết, tức là tiết ra testosterone, nó sẽ biểu hiện anh ta sẽ cương dương tốt này, thời gian quan hệ lâu này, và duy trì cái ham muốn. Còn lâu chức năng mà ngoại tiết, tức là tiết ra tinh trùng, thì điều này nó sẽ phản ánh là cái khả năng có thai của người phụ nữ có tốt không, dễ mang thai hay không. Thì thông thường hai chức năng này nó sẽ có mức độ tương quan nhất định. Như là anh tình dục khỏe thì khả năng có con của anh cũng tương đối tốt. Ngược lại là gì? Tinh trùng của anh kém thì cũng có thể là anh sẽ mắc có rối loạn cương dương, có rối loạn cả xuất tinh, và cái tần suất và ham muốn tình dục của anh ta kém. Do vậy là với một người đàn ông thì chúng ta sẽ cân nhắc anh ta phải khỏe ở cả hai trạng thái, nghĩa là cái trạng thái về mặt hoạt động tình dục và trạng thái về mặt sinh sản, nghĩa là có thể tạo ra con giống một cách khỏe mạnh nhất. Vậy thì nếu trong một cái trường hợp mà tương đối xấu một chút, tức là một người đàn ông sau khi mà bị nhiễm các cái hóa chất mà khiến cho cái chất lượng tinh trùng suy giảm, anh ta đã đi kiểm tra, đi thực hiện các tinh dịch đồ, tất cả các thứ để xét nghiệm ra rằng là cái chất lượng tinh trùng của anh ấy không đảm bảo để có thể thụ thai, thế thì phải làm gì trong tình huống này ạ? Có rất nhiều cách thức để làm cho tinh trùng của bạn tốt lên. Điều đầu tiên tất cả bác sĩ nam khoa khuyên những bệnh nhân của mình, đó là phải hạn chế phơi nhiễm với tất cả các loại hóa chất mà rất thông thường hay gặp. Đó là gì? Khói thuốc lá thụ động, thuốc lá điện tử chứa nicotine, rượu là một trong những nguyên nhân gây đột biến, gây ra những gốc tự do và ảnh hưởng trực tiếp đến tinh hoàn. Bên cạnh đó thì những công việc nghề nghiệp, thậm chí là nhiều bác sĩ cũng phải khuyên bệnh nhân là bạn hãy thôi không làm nghề này nữa, vì nghề này nó ảnh hưởng trực tiếp đến cái chất lượng con giống của mình. Ở đây thì lời khuyên của bác sĩ đối với những anh nam giới như thế nào trong cái việc mà chúng ta giữ gìn cái tạm gọi là cái sức mạnh của người đàn ông ạ? Để giữ gìn cái sức mạnh đàn ông thì ngoài việc ăn uống thì bạn nên chú ý giấc ngủ, đó là những giấc ngủ sớm trước 23 giờ, bởi đây là cái thời gian mà chúng ta tái tạo năng lượng một cách tốt nhất. Những bạn mà thức khuya thì có hàm lượng hormone testosterone rất là thấp. Khi mà chúng ta bận việc gì đó thì chúng ta nên đặt chuông điện thoại để dậy sớm một chút, thay vì chúng ta thức khuya. Điều này làm cho cơ thể của chúng ta khỏe mạnh hơn. Tôi khuyên các bạn nam giới là nên ăn các thực phẩm có giàu vitamin E. Ví dụ như là xà lách này, giá đỗ này. Xà lách, giá đỗ có hàm lượng vitamin E rất cao. Các bạn ăn thêm cùng với một chút dầu ăn, bởi cái vitamin này hấp thu là nó tan trong dầu, do vậy là phải có những cái dầu ăn, dầu thực vật thì chúng ta mới hấp thu được nó dễ dàng. Và cái điều này nó tăng chất lượng cái con giống một cách hữu hiệu. Như vậy là chúng ta thông qua lối sống, thông qua cả ăn uống nữa đúng không ạ? Để có thể cải thiện chất lượng. Vâng, quý vị và các bạn thân mến, các hóa chất công nghiệp như là benzen, xylen hay là thuốc trừ sâu, thuốc diệt cỏ, chúng ta có thể thấy là nó có thể bay lơ lửng trong một cái không gian rộng, hoặc là nó có thể đặc quánh trong một cái môi trường sản xuất lao động cụ thể nào đó. Vì thế, có thể nói là phơi nhiễm hóa chất không phải là câu chuyện của số ít nữa rồi. Và đó cũng là một phần lý do vì sao số nam giới gặp các vấn đề về chất lượng tinh trùng hiện nay ngày một nhiều. Và chúng ta cũng hiểu rằng là đây không chỉ là câu chuyện của sức khỏe tình dục, mà còn là chuyện duy trì nòi giống, là câu chuyện sinh sản, là câu chuyện hạnh phúc bền vững của các cặp vợ chồng. Vâng, chương trình xin được tiếp đón vị thính giả đầu tiên ạ. Vâng, vâng. Bác Kỳ ơi, hai người ấy với nhau một tí thì là cái mùi nó khó ngửi lắm, mà cố tình cho vào ấy thì hai người liệu có ảnh hưởng gì không, mà cuối cùng là coi liệu có kế thì trái không ạ? Vâng, câu hỏi của bác có lẽ cũng ngắn gọn đến quá mức, cả tôi và bác sĩ Khánh cũng hơi ngỡ ngàng. Đấy là bác cảm thấy hơi khó ngửi đúng không ạ? Bác vâng có ạ. Thể
tả rõ hơn, nói rõ hơn về về cái trạng thái mà bác cảm nhận được không? Thế hai người ấy với nhau một tí ấy, thì là nước nó ra, thì là cái mùi đấy khó ngửi lắm. Mà cố tình ấy, mà cho chất tinh vào ấy, thì liệu hai người có ảnh hưởng gì không? Liệu nó có kết được trái không ạ? À, tức là có thể có sinh em bé mang thai không đúng không ạ? Vâng ạ. Vâng, nghe giọng bác thì có lẽ tuổi bác cũng không phải là ít đúng không bác? Tôi 60 ạ, đối tác là 32 tuổi ạ. À, 32 một tuổi cô con gái rồi ạ. À, có lẽ câu chuyện này cũng sẽ khá dài đấy, mời bác sĩ Khánh ạ. Thưa bác, thông thường ấy, khi mà quan hệ mà nó sinh ra những cái mùi lạ ấy, đặc biệt là từ phía phụ nữ, thì thông thường ấy, thì bác nên cho bạn của bác đi khám sản phụ khoa. Bởi khi mà có những cái viêm nhiễm, đặc biệt viêm nhiễm ở sâu, ở vùng cổ tử cung, vòi trứng, buồng trứng, thì nó sẽ sinh ra những cái mùi. Nam giới hay nữ giới chỉ cần một ngày không vệ sinh sạch sẽ thì nó sinh ra những cái mùi hết sức khó chịu, do vi khuẩn nó chuyển hóa trong cơ thể, nó tạo thành những cái axit béo mạch ngắn, thậm chí nó sinh ra cái mùi mà y học nó gọi là mùi khắm, hay gọi là mùi cá chết đấy bác. Cái mùi này cũng là có thể biểu hiện của một bệnh lý. Bác nên đi khám để loại trừ các nguyên nhân viêm nhiễm, nguyên nhân về những cái khối u. Sau khi mà điều trị xong rồi ấy, thì mình quan hệ một cách thoải mái và tự nhiên. Khi mà bác 6X có thể quan hệ với một cô 3X thì bác vẫn có thể có thai bình thường. Bởi làm sao, nam giới ở độ tuổi nào thì tinh trùng cũng có khả năng thụ tinh, nó khác với phụ nữ. Khi đến độ tuổi nhất định thì cái trứng nó kém, không có khả năng có con. Vâng ạ, à, nói thật bác chị, cô là vệ sinh tôi thấy dạ hương ngu, nhưng mà vẫn có mùi tôi ngửi, cái mùi đấy là tôi không thể nào tôi chịu được. Thế này đấy bác chị ạ. Thực ra thì cái mùi này ấy, mà bác chịu được thì cháu cũng thấy bác là giỏi đấy. Vì một số đàn ông ấy, khi mà ngửi thấy mùi này ấy, thì người ta sẽ mất hết cảm hứng. Thậm chí là thằng em nó xìu ngay. Đúng và rồi. Nó làm cho người đàn ông mất hết cảm hứng. Thế nên 3 năm nay nhà chỉ hai vợ chồng tôi chỉ ấy ấy 2 lần, đúng 2 lần, 3 năm 2 lần. Như vậy là rõ ràng là nếu muốn để cải thiện, tăng số lần lên 3 năm ít nhất là phải 300 lần, đúng không ạ? Thế thì bác nên khuyên bạn ý đi kiểm tra đi. Việc đầu tiên có lẽ là phải vệ sinh hãng. Cô vệ sinh hãng lắm. Thế nhưng mà qua cứ ấy cái bắt đầu nó lại ra là thôi tôi tụt xuống ngay. Thế thì có lẽ là nó nằm sâu bên trong rồi, đúng không ạ? Vâng. Âm đạo của người phụ nữ. Và cho vào thì quanh liệu hai người ảnh hưởng gì không? Mà cuối cùng liệu có kết thì trái không ạ? Vâng, bác sĩ vừa trả lời bác rồi đó. Quan trọng là mình có thực hiện hay không thôi. Thứ nhất là bạn ấy phải đi khám. Chuyện mà có ra trái hay không thì hoàn toàn có thể ra trái, nếu bác muốn, đúng không ạ? Bác đưa chị bạn ấy đi khám nhé. Vâng, cảm ơn chị, cảm ơn bác sĩ nhé. Dạ vâng, chúc là bác hạnh phúc. Vâng. Và bây giờ xin được kết nối với một vị thính giả nữa ạ. Alo. Vâng, chào. Dạ vâng ạ, chào bác. Mời bác đặt câu hỏi với cả bác sĩ Nguyễn Duy Khánh đến từ bệnh viện Việt Đức ngày hôm nay ạ. Em thì đợt năm 20 em khám ở chỗ bác sĩ bác ạ, ở chỗ Đại học Y ạ. Vâng. Thì em là bị xuất tinh sớm như lại rối loạn cương dương. Thì em đã lấy thuốc uống, nhưng mà cái thuốc mà rối loạn cương dương thì là nó bị ảnh hưởng vào mắt thì em không uống được. Đó là thuốc Nevi gì đấy, thì em nó ảnh hưởng về thoái hóa võng mạc mà. Vâng. Chỉ định là không uống được thuốc đấy thì nó bị mắt nó hỏng mắt. Thì em uống những cái loại chống xuất tinh sớm, loại và là Nevi gì đấy thì em cũng uống. Thì em hỏi bác sĩ Thái là dưới đại kinh dương thì có cái loại nào được trị khác thuốc đấy được không? Bây giờ bác sĩ Khánh sẽ trao đổi kỹ hơn với anh nhé, để xem là chúng ta có một cái loại thuốc nào phù hợp với cả bệnh lý thoái hóa võng mạc của anh không ạ? Vâng, chào anh. Với những tình trạng rối loạn cương dương của anh ấy thì là điều quan trọng nhất là phải chẩn đoán được nguyên nhân. Nguyên nhân là do nguyên nhân nội tiết hay nguyên nhân mạch máu hay nguyên nhân thần kinh. Nếu mà rối loạn cương mà lại kèm theo cả xuất tinh sớm thì điều trị nó hơi khó khăn hơn một tẹo, kèm theo cái bệnh lý về mắt của anh nữa. Cái thuốc chắc theo lời anh nói là Levina thì nó có ảnh hưởng đến mắt, thì có thể bây giờ nó có rất nhiều các loại thuốc khác. Do vậy là anh nên đi khám. Nhưng mà quan trọng nhất là sẽ phải chuyển những cái thuốc mà nó không ảnh hưởng đến mắt mà nó lại có hiệu quả tốt, nghĩa là nó làm cho cái mạch máu của cái dương vật nó tốt và cái nội tiết tốt thì người đàn ông mới cương dương được. Còn không, nếu mà anh chỉ điều trị xuất tinh sớm ấy mà dùng mỗi thuốc đấy mà cương dương của anh kém
thì chắc chắn là anh vẫn xuất tinh sớm. Vì tiêu chuẩn đầu tiên để điều trị xuất tinh sớm ấy, là cái dương vật nó phải cương tốt. Nếu mà nó kèm theo rối loạn cương dương, thậm chí phải điều trị rối loạn cương cùng lúc. Nếu mà anh chỉ dùng mỗi thuốc xuất tinh sớm thì khả năng là xuất tinh của anh vẫn sớm, nó không cải thiện được bao nhiêu anh. Thì em hỏi bác Khánh là cái định lượng testosterone của em có 13,9 rồi. Anh bao nhiêu tuổi ạ? 54 tuổi mà 13,9 ạ. Vâng. Không phải là kém lắm, cần phải xem các nguyên nhân về mạch máu, ví dụ động mạch vật hang, mô dương vật, rồi thậm chí có những cái dị dạng mạch bất thường ở vùng dương vật hay không. Vâng, vâng, vâng. Dạ, vâng. Cảm ơn đồng chí bác sĩ nhá. Dạ vâng, cảm ơn anh rất là nhiều đã tin tưởng chúng tôi. Alo ạ. Chào chương trình, chào bác sĩ ạ. Dạ vâng, mời bác. Bệnh, nếu mà biết là bệnh người trong người có bệnh lậu thì nó biểu hiện như thế nào và có lây không? Câu hỏi thứ hai là đi khám ở đâu cho chính xác và kinh phí có cao không? Bác hỏi cho bản thân mình hay người nhà? Bản thân đấy ạ. Vâng, bác có thấy những cái dấu hiệu nào khác lạ ở trên cơ thể vùng sinh dục của mình không bác? Có đấy ạ, mà nó ốm nhiều lắm. Cái hôm ấy là 1 tháng 11 âm ấy ạ. Thế là tôi đi chữa bệnh thuốc ở cái thầy thuốc làng ấy là đó với ấy, xong còn nhà cũng mỗi mình, xong mình diễn thị thế là mẹ ở trên nhà thì tai biến. À, lúc nghỉ nó làm xong nó xử xử ra với tôi, thế là tôi sợ lắm. Tôi biết là bệnh, thế là đi kiểm tra rồi phát HIV không, không kiểm tra kêu lại gì khác nữa. Thế kiểm tra HIV thì đi xuống sang khoa sản thì là hỏi siêu âm đầu dò không sao này. Thế hỏi nội soi thì đúng là cái nó một vùng thì nó đỡ tết đỏ của một vùng nó chảy máu, thế là bác sĩ nó cũng chỉ họ chỉ rửa xong họ vệ sinh cho là họ cho về thôi. Thế về thì 1 tháng sau nó rát ở cả hậu môn, nó rát cả ở đấy nữa. Thế xong là người thì họ bảo những người bạn chân ở bộ nữ sao là tú hôm mày bị này mày thì béo ra, nhưng béo lại không béo mấy, là vẫn 40 cân mới cô lôi hôm nọ mới lên được 40 cân 9 rồi chứ không béo mấy. Thế nhưng mà thế là hôm nọ tôi vẫn bỏ ra, họ bảo là đi về bôi thuốc mỡ là khỏi. Thế bôi thuốc mỡ nó chả khỏi, thế là cứ đi khám liền, cứ tháng nào uống đi khám giá thì họ bảo là đấy là bị nội tiết thì về là bôi thuốc mỡ khỏi cũng không khỏi. Thế cái đợt này thì nó lại bôi thuốc mỡ, thì cái đợt hết thuốc mỡ kia rồi nó chỉ mát cái loại này, nó bôi nó sót rát rồi thì là nó không có bình thường ở trong chỗ bụng vệ sinh dục rồi. Cách sau 1 tháng 20 ngày nó cho một trận thừa sống thiếu chết thế này, thiếu hết đi. Thế xong nó kinh lắm, thế nó lỏng chỉ nhập. Thế lại tháng thứ hai 2-3 ngày, tháng 21 thì tháng sau 2-3 lại bị như thế. Xong tháng sau giữa lại 18 thì thế, cứ thế là đi tháng miền nhưng mà nó không ra bệnh. Thế mà bây giờ muốn hỏi là bác sĩ xem là... Vâng, như vậy là bác thấy cơ thể thì yếu đi và vùng sinh dục của mình thì có những cái dấu hiệu rất là khác lạ đúng không ạ? Và đặc biệt là sau cái lần mà bác bị xâm hại đó đúng không bác? Vâng. Bây giờ thì mời bác sĩ Khánh có thể trao đổi kỹ hơn ạ. Thưa bác, những cái biểu hiện mà bệnh lậu ở người phụ nữ nó khác biệt hoàn toàn so với ở nam giới. Nếu như ở nam giới thì cái biểu hiện bệnh lậu nó hết sức rầm rộ. Đó là đái bút, đái rát, chảy mủ ngay sau trong vòng 2 tuần sau khi có quan hệ tình dục. Nhưng nữ thì lại không. Thậm chí là có những người chỉ đau bụng, chảy khí hư, rồi đái bút, đái rát một chút thôi. Vì cái đường sinh dục của người phụ nữ ấy, nó dài, âm hộ, âm đạo của tử cung, vòi trứng, buồng trứng nó rất dài. Do vậy là những cái biểu hiện nó lại khác biệt. Có những bác sử dụng kháng sinh rồi đâm ra là cái những biểu hiện nó sẽ bị che lấp. Với trường hợp của bác thì tôi khuyên bác đi khám tại các trung tâm sản phụ khoa. Họ sẽ lấy mẫu để chẩn đoán được lậu thì cũng có hết sức đơn giản thôi. Đó là soi tươi những cái mẫu bệnh phẩm từ niệu đạo, từ âm đạo và của tử cung xem có song cầu không. Thì dựa vào những cái dữ liệu chúng tôi sẽ điều trị. Cái điều trị này thì nó không tốn kém lắm đâu, bác cứ yên tâm. Và tôi cũng có một lời khuyên cho bác. Với những trường hợp mà bác bị xâm hại ấy, thì bác cũng phải có lên tiếng nói để bảo vệ mình và để cho những người đàn ông có trách nhiệm với mình. Vì đây là một trong những nguyên nhân mà gây ra cái bệnh lý của bác. Nếu bác không có quan hệ thì chưa chắc bác đã bị. Báo cáo thì bác thấy nó quan hệ nó không vào, dương vật không vào. Thế nhưng nó cứ rát được 1 tháng là nó vẫn cứ rát hậu môn nữa cơ. Bây giờ thì là gần 1 năm rồi thì bác sĩ bảo là liệu có chữa được không hay là nó lại ra lần cuối. 1 năm, nửa năm hay 10 năm vẫn phải chữa bác ạ. Phải khỏi bệnh.
Thực ra là như thế này ạ, Thanh Phượng hiểu rằng là bác bây giờ hiện tại đang rất là lo lắng, nhưng cái lo lắng của mình nó lại không tương đồng với hành động của mình. Thanh Phượng nghĩ rằng là rất dễ để giải quyết cái lo lắng này của bác bằng một cái cuộc kiểm tra từ đầu đến cuối, một cái kiểm tra chuyên khoa thì sẽ ra ngay được vấn đề của mình. Và như bác sĩ Khánh vừa mới trao đổi, nếu như mắc bệnh lậu hay bất cứ một cái bệnh lây qua đường tình dục nào đó thì chúng ta hoàn toàn có thể chữa khỏi. Thế cho nên là chúng ta không lo lắng quá bác ạ. Cứ sợ lắm, cứ độ ôm tình lắm thì bác sĩ tư vấn giúp xem là Bác cứ xuống một bệnh viện, bác đang ở tỉnh nào? Ở Thái Bình ạ. Bác ở Thái Bình có thể xuống bệnh viện tỉnh được đúng không bác sĩ? Vâng. Tại bệnh viện tỉnh thì có chuyên khoa sản phụ khoa có thể tư vấn điều trị cho bác. Ngoài ra thì cũng có thể bác sẽ phải đi khám thêm các bệnh lý chuyên khoa khác, ví dụ chuyên khoa tiêu hóa, chuyên khoa tim mạch và hô hấp. Có lẽ chúng ta nên làm tổng thể. Nó cũng nói là tốn kém thì cũng không hẳn, nếu như chúng ta nghĩ là vì sức khỏe. Bác nhá. Chào bác sĩ, chào chương trình. Chúc bác thật nhiều sức khỏe ạ. Cảm ơn bác. Dạ. Vâng, và bây giờ chương trình xin được tiếp nối ạ. Chúng ta chào bác Khánh, chào anh Phượng. Dạ vâng, chào bác. Hôm nay bác có gặp vấn đề gì à? Nói chung là về hậu trẻ không nói gì, mà về giờ đầu nó cương cứng nhất đó. Nó cương trong vòng bao nhiêu lâu bác? Thế mà quan hệ thì nó mới 15 phút, hơn 10 phút sau nó mới tìm xuống. Dạ vâng. Nó y nguyên là hậu trẻ không nói gì, chứ bây giờ giờ đầu bác 80, tóc mưa rồi mà nó cương nhất. Nói chung bà chó bác có chịu đựng được. Vâng, bác 80 rồi. Kể ra cũng khỏe quá cũng mệt đúng không ạ? Cương quá cũng mệt. Bây giờ làm thế nào để cho nó rút ngắn cái đoạn cương này thưa bác sĩ Khánh? Trước hết là phải chúc mừng bác vì độ tuổi của bác mà thằng em nó vẫn lên chào cờ đầy đủ. Thì phải chúc mừng bác. Bởi cái thận của bác, tức là cái thận khí nó phải tốt thì nó mới cương được thằng em. Tuy nhiên, nếu mà bác khó chịu, ảnh hưởng đến sinh hoạt, ảnh hưởng đến chuyện vợ chồng thì bác nên đi khám. Một số bệnh lý nó làm tăng testosterone, làm cho người đàn ông cương dương rất khỏe, nhưng nó lại là biểu hiện của bệnh lý u. Ví dụ như u tuyến thượng thận nó tăng tiết testosterone, u ở tinh hoàn, u tế bào lê đích nó tăng tiết testosterone, làm cho người đàn ông khỏe hơn bình thường. Thì những cái trường hợp như vậy sẽ phải can thiệp xử trí. Nếu mà không có những cái bệnh lý như vậy thì bác sĩ tại các trung tâm nam học sẽ đưa cho bác các loại thuốc để ức chế quá trình sản sinh ra testosterone hoặc ức chế quá trình cương dương, giúp cho bác trở về cuộc sống bình thường. Bác nên đi khám sớm tại các trung tâm nam khoa, đặc biệt là ở gần cái nơi mà bác sinh sống ạ. Tôi có nghĩa là tôi ra bệnh viện Trung ương Huế thì bác sĩ nói là cái bệnh này thì nó không có gì quan trọng với ông ấy. Nói chung là vì nó cương dương tốt, không quan hệ gì hết, mà ông ít quan hệ là thâu giám cân gì hết. Nói chung là bà xã thì bác cũng chịu đựng được, bác nói được giám cân gì hết. Bác... Thực ra là nếu trong trường hợp mà cái độ cương của bác nó kéo dài thêm 10-15 phút mà bác cảm thấy là cũng không ảnh hưởng đến sức khỏe, cũng không quá bất tiện, không quá vấn đề gì thì có lẽ chúng ta cũng vẫn có thể để đó được không bác sĩ Khanh? Thực ra thì nếu mà đã đi khám tại Huế là một trong những cơ sở rất là lớn và uy tín, thì nếu bác sĩ đã tư vấn cho bác như vậy, tức là bác sĩ đã loại trừ các nguyên nhân về khối u mà có thể làm cho cái cường dương của bác nó hơn quá mức bình thường, thì bác hoàn toàn có thể yên tâm và sống. Bây giờ chẳng qua là mình về mình sẽ điều tiết cái quá trình quan hệ tình dục của mình làm sao cho phù hợp với sức khỏe của mình này, vì bác đã 80 tuổi, làm sao cho phù hợp với đối tác của mình là bác gái có thể chịu đựng được không. Bác và bác gái sẽ ngồi bàn bạc và điều tiết lên lịch cụ thể. Nói chung là bác cũng nước non này đủ tâm, mà bác không mà quế thì nó rằng cái chủ thầu là nó dán không có gì quan trọng đâu, bây giờ mình an tâm thôi. Thế thì yên tâm rồi bác ạ, không phải sửa chữa gì hết nữa, cứ thế chúng ta xài. Bầu vui vẻ thì bầu thêm, nếu mà không vui vẻ thì thôi. Dạ vâng, thế dạ. Là tốt lắm rồi. Chúc hai bác thật là mạnh khỏe và hạnh phúc bác nhá. Chào bác Khánh với anh Phượng nha. Dạ vâng, cảm ơn bác, chào bác ạ. Vâng, chương trình xin được kết nối với một vị thính giả nữa. Alo. Xin chào MC Thanh Phượng với bác sĩ nha. Dạ vâng, chào bác. Tôi thì năm nay là 60 rồi, tôi ở Ninh Bình. Có mỗi cái điều là bây giờ chuyện thầm kín thì thích thì rất thích, nhưng mà cậu nhỏ làm sao mà nó không thể cương được, thì cũng muốn hỏi bác sĩ tư vấn cho là bây giờ là quay thế phải làm cái cách nào, mà nếu mà điều trị như ở cô chỗ Ninh Bình ấy thì
đi về ở bệnh viện nào thì thấy tốt. Vâng, bác sĩ Khánh ta có thể trao đổi kỹ hơn với thính giả. Chào bác ạ. Vâng. Trước hết là bác đã ở độ tuổi là 60, tức là độ tuổi của mãn dục nam. Ở độ tuổi này thì hormone sinh dục nó sẽ suy giảm, đặc biệt là cái hormone testosterone bác đã nghe rất nhiều trên truyền thông rồi. Do cái hormone này suy giảm nên nó sẽ ảnh hưởng đến vấn đề cương dương, nó ảnh hưởng đến vấn đề ham muốn tình dục, nó ảnh hưởng đến vấn đề xuất tinh, nó ảnh hưởng đến cả trí não của mình, nó làm cho mình mau quên, rồi kích thước vòng bụng, rối loạn phân bố mỡ, rất nhiều cái bệnh lý tim mạch, huyết áp nó sẽ xuất hiện ở tuổi này. Về vấn đề mà cương dương của bác ấy, thì bác nên đi khám để đánh giá xem là cái hormone của mình nó thiếu ở mức độ nào và các bác sĩ sẽ bổ sung lại cho bác. Bên cạnh đó thì các bác sĩ sẽ hướng dẫn cho bác cách thức để làm tăng cái hormone một cách tự nhiên và có thể sử dụng một loại thuốc để làm cương dương một cách nhân tạo cho bác. Do vậy bác sẽ bớt một chút thời gian ra để lên Hà Nội để khám nhé bác nhé. Lên Hà Nội thì ở bệnh viện nào bác sĩ? Bác có thể lên trung tâm Nam Học Bệnh viện Việt Đức. Tất cả các bệnh viện mà có trung tâm Nam Khoa bác nhé. Vâng. Tức là có một chuyên ngành sâu ạ. Chuyên ngành sâu về Nam Học. Cảm ơn bác sĩ, cảm ơn chương trình nhé. Dạ vâng, cảm ơn bác rất nhiều. Bác chào bác ạ.